Lý do nên uống nước khi đói. Uống một cốc nước ấm ngay sau khi vừa thức dậy hoặc uống nước vào lúc đói thay vì kiếm đồ ăn vặt mang đến nhiều lợi ích bất ngờ. Bù nước cho cơ thể. Trải qua một đêm dài, cơ thể đã tiêu hao hết lượng nước dự trữ nên việc uống một cốc nước ấm sau khi thức dậy sẽ giúp bù đắp lượng nước đã mất, đồng thời thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giúp các hệ cơ quan trong cơ thể hoạt động trơn tru hơn. Thải độc. Nước là thành phần quan trọng trong quá trình thải độc của cơ thể. Uống đủ nước giúp đào thải độc tố thông qua đường tiểu tiện, giải tỏa áp lực cho thận, làm sạch đường ruột. Uống nước khi đói giúp hỗ trợ quá trình phân hủy thực phẩm, tăng hoạt động của nhu động ruột, giúp cải thiện tiêu hóa, đồng thời làm sạch đường ruột. Uống nước khi đói còn giúp ngăn ngừa chứng táo bón hoặc khó tiêu, cải thiện tốc độ trao đổi chất. Người ăn kiêng nên uống nhiều nước để tăng tốc độ trao đổi chất. Tỷ lệ trao đổi chất tăng khoảng 25% nhờ uống nước khi bụng đói. Tiêu hóa nhanh hơn cũng dẫn đến giảm cân hiệu quả hơn hỗ trợ giảm cân. Khi bạn cảm thấy đói, thay vì tìm đồ ăn vặt, hãy uống một cốc nước đầy. Đôi khi, cơ thể có thể bị nhầm lẫn tín hiệu đói và khát. Uống nước khi đói sẽ vừa giúp bạn giảm cảm giác thèm ăn, nhờ vậy, bạn có thể giảm cân hiệu quả hơn. Uống nước giúp làm đầy dạ dày, tạo cảm giác no bụng. Nên uống nước 30 phút trước mỗi bữa ăn có cảm giác no hơn và giảm lượng calo hấp thụ vào. Cải thiện tinh thần uống nước khi đói đặc biệt là sau khi thức dậy giúp tăng cường tuần hoàn cải thiện lưu thông máu giúp bạn tỉnh táo hơn tinh thần thoải mái và hoạt bát giúp tăng khả năng tập trung khả năng ghi nhớ và học hỏi những điều mới mẻ tăng cường hệ miễn dịch uống nước khi đói còn giúp tăng sức đề kháng nâng cao hệ miễn dịch giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh nhiễm trùng bệnh truyền nhiễm giảm đau đầu mất nước cũng có thể khiến bạn dễ mắc các chứng đau đầu đau nửa đầu hơn vì vậy uống nước khi đói giúp giảm nhanh các cơn đau này tăng cường năng lượng cơ thể được cung cấp đủ nước sẽ vận hành trơn tru hơn nhờ vậy bạn sẽ thấy tràn đầy năng lượng mất nước đặc biệt là vào buổi sáng dễ khiến bạn thấy mệt mỏi uể oải làm đẹp da bổ sung nước không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn rất có lợi cho làn da da được cung cấp đủ nước sẽ mịn màng tươi tắn đồng thời hạn chế tình trạng mụn trứng cá